Xin chào tất cả các chị em. Hiện tại shop em Năm đang phân phối tất cả các sản phẩm của thương hiệu mỹ phẩm hàng đầu Hàn Quốc Gimi Luxury. Gimi được nhập trực tiếp từ Hàn Quốc và phân phối độc quyền bởi công ty Gimi tại Việt Nam. Được các spa và thẩm mỹ viện trên toàn quốc tin dùng rất là rộng rãi. Trước mặt các chị đây là 3 mẫu Gimi Gold, Gimi Trắng, Gimi Nâu là 3 mẫu bán chạy nhất trên thị trường hiện nay ạ. Với công dụng là chuyên về điều trị nám, tàn nhang, dưỡng trắng da và hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa mụn. Bây giờ em Năm sẽ so sánh về cơ bản 3 bộ sản phẩm này để cho các chị thấy được công dụng, tính năng, ưu tiên của nó để các chị có sự lựa chọn phù hợp nhất đối với làn da của mình. Làm sao để đảm bảo hiệu quả trong việc điều trị nám, mụn, dưỡng trắng, phục hồi da để cho tiết kiệm nhất về thời gian cũng như là về chi phí nhé. Bộ thứ nhất là bộ Gimi Luxury Gold. Đây là phiên bản cao cấp mới ra nhất trong năm 2023. Bộ này thì phù hợp với tất cả các chị em mà có làn da chịu nhiều hư tổn như là vừa nám này, vừa mụn này, vừa bị khô, nhăn, chảy xệ, thiếu sức sống này. Mà da lại còn nhạy cảm, dễ kích ứng, dễ bị ngứa rát, dễ bị đỏ, dễ bị nổi mao mạch nữa. Hoặc là những chị em nào vừa mới đi trị liệu laser ở spa về, muốn tìm cho mình một sản phẩm dưỡng da lâu dài tại nhà thì các chị chọn bộ sản phẩm này là rất là phù hợp luôn ạ. Bởi vì cái bộ sản phẩm Gimi Luxury Gold này công ty đã nâng cấp từ cái bộ trắng và bộ nâu. Nó không chỉ vừa có công dụng là trị nám, dưỡng trắng mà nó còn thêm một cái công dụng nữa là phục hồi cho những cái làn da mà chịu nhiều hư tổn nhất. Nên là các chị em yên tâm dưỡng cái bộ này lâu dài tại nhà là rất là lý tưởng luôn. Bộ thứ hai là bộ Gimi vỏ trắng. Bộ này thì chuyên về trị nám, dưỡng trắng và đồng thời là trị mụn cho chị em mình nữa. Những chị em mà có làn da vừa nám này, vừa mụn này, nám nặng này, tàn nhang nặng lâu năm, da đen lì, chai sạn thì các chị sử dụng bộ này rất là hiệu quả mà tiết kiệm nữa. Đặc biệt là nó phù hợp với mọi loại da, da khô, da nhờn, da hỗn hợp, da nhạy cảm gì các chị đều dùng được ạ. Bộ thứ ba là bộ Gimi vỏ nâu. Bộ này còn được gọi là bộ tiêu chuẩn, bộ cơ bản nhất trong cái dòng trị nám của Gimi các chị nhé. Bộ này nó chuyên về trị nám tàn nhang, nám nặng, nám mảng, nám lâu năm, tàn nhang lâu năm, da đen lì, chai sạn, cháy nắng thì các chị sử dụng bộ này rất là hiệu quả mà còn tiết kiệm về thời gian và chi phí nữa. Nên là những chị em nào mà da chỉ có bị nám thôi, chỉ có bị đen lì, cháy nắng thôi, không bị mụn, da bình thường chỉ có nhu cầu về trị nám thôi á, thì các chị nên chọn cái bộ sản phẩm này vì nó sẽ đi thẳng vào cái công dụng chính là trị nám tàn nhang cho các chị, nên là các chị xài rất là hiệu quả, tiết kiệm về tiền bạc, về thời gian. Và đặc biệt là bộ sản phẩm này nó cũng phù hợp với tất cả các chị em có làn da nhạy cảm, da khô, da nhờn, da dầu, da gì các chị cũng xài được hết ạ. Nếu các chị em đang gặp phải các vấn đề bất ổn về da như là nám, tàn nhang, đồi mồi mụn, các chị đang muốn tìm một sản phẩm để tự điều trị chăm sóc da tại nhà mà đang băn khoăn không biết lựa chọn sản phẩm nào, thì các chị liên hệ với shop em Năm ngay nhé. Zalo hotline của shop em là 0359 447 339 ạ. Đặc biệt là khi các chị nhận hàng bên nhà em Năm thì em Năm sẽ cho các chị bóc cái tem bên hông này của hộp da và kiểm tra các lọ kem bên trong. Nếu đảm bảo là hàng chính hãng, tem chuẩn chỉ thì các chị sẽ nhận hàng và thanh toán tiền nhé. Em sẽ quay sơ về cái tem bên trong cho các chị xem. Tem hàng chính hãng bên em lúc nào tem của nó cũng có màu rất là nhã nhặn, màu bạc sáng, chữ sắc nét. Cái tem này là cái tem vỡ, các chị gỡ ra là sẽ không dán lại được nhé. Đặc biệt là cái tem hàn bên cạnh này nó cũng rất là sắc nét, nó có vân in chìm. Nếu các chị không để ý thì sẽ rất dễ bị nhầm lẫn, bị lừa đây. Vì hàng nhái là thường cái tem của nó là không có cái vân in chìm này hoặc là nó rất là mờ nhạt. Bên cạnh đó thì các chị nên để ý về cái hạn sử dụng ở phía dưới đáy lọ đây. Hàng chính hãng khi nào cũng cái chữ của nó cũng ở kích cỡ vừa phải và sắc nét. Còn hàng nhái người ta sẽ in chữ một là nhỏ quá, hai là to quá và nó mờ nhạt, nó nhòe, nó không được nét như thế này. Hy vọng là qua video ngắn này em Năm sẽ giúp cho các chị hiểu hơn về sản phẩm của Gimi và mong rằng các chị sẽ mua được sản phẩm ưng ý. Và rất hy vọng là trong thời gian tới em Năm sẽ được hợp tác cùng với các chị trên toàn quốc nhé. Bên em Năm có ship toàn quốc và ship cả sang bên nước ngoài nữa ạ. Cảm ơn các chị đã theo dõi video. Chào tạm biệt các chị nhé.